Bill Troutman blamed himself for what Rambo did to the cops in Washington. But it was Rambo who went to jail, so Troutman pulled strings. John, I'm sorry they sent you to such a hellhole. I've seen worse. Yeah, you have, haven't you? John, I told you that I'd help you when I could. The covert operation's being geared up in the Far East. Your name was dug out by the computer as one of three most able to complete the mission. Mission? Recon for POWs in Nam. Prison camp you escaped from at 71's a target area. Nobody knows that terrain better than you do. The risk factor is very high. You'd be temporarily reinstated in the forces, and if the mission's successful, there may be a presidential pardon. You interested? Yeah. Long trip just for empty camp, Rambo. Camp empty, you see? Look. Go closer. But your orders, what about them? No more orders, Cole. Mãi giờ mới được hút điếu thuốc. Mẹ bị kẹt ở đây vài giờ. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ. Ở đây thậm chí chẳng có thằng nào để bắn. You told us to ignore pain, didn't you? Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ cả. Ở đây thậm chí chẳng có thằng nào để bắn.
tại sao tao chẳng bao giờ may mắn với con điếm nào cả. Tôi ghét phải chờ đợi. Giá có thêm nhiều hành động. Quan sát và cảnh giác mày ạ. Ở đây thậm chí chẳng có ai để mà chửi bới. Đi ra ngoài tuần tra. Đợi tí, cái gì đấy? Chuyện gì xảy ra? Tại sao tao chẳng bao giờ may mắn với con điếm nào cả? Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ cả. Mày có nhìn thấy con điếm ở với thằng sĩ quan kia không? Chẳng có chuyện gì xảy ra. Quan sát và cảnh giác mày ạ. Đi ra ngoài tuần tra. Mãi giờ mới được hút điếu thuốc. Đợi tí, cái gì đấy? Chẳng có chuyện gì xảy ra. Thôi đừng có phàn nàn lúc đi tuần tra. Tôi ghét phải chờ đợi. Giá có thêm nhiều hành động. Đợi tí, cái gì đấy? Ban! Tấn công! Ban! Thank you.
Johnny. You told us to ignore pain, didn't you? No!
con! Nó kia kìa!